Vào khoảng 21 giờ 55 phút tối qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Triệu Vĩ, sinh năm 2004, trú tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe máy bị mất lái, văng qua gờ chắn, rơi xuống khu vực ta luy cao khoảng 9 mét tại đoạn cuối đèo Pren hướng đi từ huyện Đức Trọng lên thành phố Đà Lạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chỉ huy và 15 cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường, nhanh chóng xác định vị trí của nạn nhân và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ba cán bộ chiến sĩ đã tụt dây xuống khu vực ta luy tiếp cận nạn nhân. Trong điều kiện trời tối, vách bờ ta luy cao, vị trí nạn nhân bị rơi xuống dưới vực sâu cách mặt đường khoảng 15 mét, khiến công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn. Sau gần 20 phút triển khai công tác cứu nạn, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu an toàn cho nạn nhân và đưa đi cấp cứu kịp thời.